Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua các cấp các ngành, các địa phương đã tích cực đưa hàng hóa về các địa bàn khó khăn để phục vụ người dân, từng bước xây dựng mạng lưới dịch vụ thương mại, giúp người dân được sử dụng các mặt hàng có chất lượng, giá cả hợp lý. Phóng sự được thực hiện tại huyện Tùa Chùa, Trước đây việc nhận biết hàng hóa do Việt Nam sản xuất cùng với nhiều sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc của nước ngoài trên thị trường thường khó phân biệt, giá cả có sự chênh lệch lớn. Trong khi đó người tiêu dùng ở các xã thôn bản vùng cao vẫn thích những sản phẩm bắt mắt mà giá thành lại rẻ, song chất lượng thì khó có ai đảm bảo. Chính vì vậy thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các cấp các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với việc lựa chọn hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Mặt khác, các nhà sản xuất đã chú ý hơn đến thị hiếu của người dùng, cung cấp sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập bình quân của người dân. Chính vì thế mà hàng hóa do Việt Nam sản xuất hiện nay đã chiếm phần lớn trên thị trường từ các đồ dùng sinh hoạt, bánh kẹo đến thiết bị điện tử, điện dân dụng đều có thể đáp ứng với túi tiền của người dân trên địa bàn huyện Tuổi Chùa. Mặt hàng kinh doanh của cửa hàng thì chuyên về đồ điện với đồ sắt là toàn của hàng Việt Nam, có hóa đơn chứng từ rồi, nguồn gốc cho xứ đảm bảo không không có hàng nhái, hàng giả. để đây toàn những hàng mà có hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng do Việt Nam sản xuất. Nên là, là phục vụ là nhu cầu của người dân là người dân rất ô uh, rất yên tâm về cái chất lượng của hàng hóa. Tại xã Tả Sin Thang có chợ phiên họp 6 ngày họp một lần. Ngoài việc trao đổi giao thương hàng hóa, nông sản của đồng bào các dân tộc thuộc 5 xã phía Bắc huyện Tuổi Chùa gồm Xín Trải, Tà xin Thang, Lao Xả Phình, Trung Thu Xính Phình Chợ phiên cũng là nơi bày bán các sản phẩm nông sản của địa phương như hoa quả, rau măng, khoai, sắn, gạo, lợn, gà. Bên cạnh đó, hàng hóa từ các tỉnh miền xuôi lên đây khá phong phú đa dạng với rất nhiều chủng loại khác nhau, từ những mặt hàng tiêu dùng đến thiết bị máy móc nông nghiệp đều được trưng bày để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Cái dịp Tết này thì các mặt hàng hóa trong huyện và ngoài huyện cũng vào rất là đa dạng cơ bản là mặt hàng hóa toàn là chúng tôi theo dõi và kiểm tra thì toàn là mặt hàng của Trung nước thôi, không có nước ngoài. Và cũng đảm bảo giao thương hàng hóa đối với lại các sáng bạn cũng như là trong toàn huyện nói chung để cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng người tiêu dùng rất cần đến sự nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước qua đó sản xuất thêm nhiều mặt hàng phù hợp về mẫu mã giá cả chất lượng phục vụ người tiêu dùng đáp ứng với nhu cầu sử dụng đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc hàng hóa quá hạn sử dụng góp phần đảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn tỉnh dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra sôi động. Song đi kèm với đó là nỗi lo của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm của các mặt hàng này cũng như các cơ sở chế biến. Để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã ra quân tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa với quyết tâm cao nhất đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Từ đầu tháng 1 đến nay số lượng hàng hóa từ các tỉnh miền xuôi lên Điện Biên diễn ra vô cùng nhộn nhịp, từ hàng hóa thực phẩm thiết yếu đến đồ điện tử, đồ gia dụng. Đi kèm với đó là những nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc sử dụng hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng theo đó mà tăng lên thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh các địa phương đã đồng loạt gia quân tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hay đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Điện Biên chúng tôi có hai nhiệm vụ chính. Và thứ nhất là thanh tra lại cái việc làm quản lý nhà nước của các cái ban chỉ đạo các huyện thị thành phố mà năm nay chọn ra ba huyện. Thứ nhất là huyện Mừng Trà, huyện Tuần Giáo và huyện Mừng Ảng để thanh tra lại việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước tuyến huyện và tuyến cơ sở về cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thứ hai nữa là kiểm tra các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu mối trên địa bàn tỉnh và những cái nguồn nguyên liệu thực phẩm lớn mà cung cấp cho uh, các cái uh, hộ kinh doanh cũng như là nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thì uh, về cái hoạt động này ấy, chúng tôi tổ chức um, đồng bộ uh, tham mưu cho tỉnh là tổ chức đồng bộ đối với cái hoạt động thanh kiểm tra thì hiện nay là chúng tôi uh, triển khai uh, việc hoạt động thanh tra hiện nay là trên địa bàn tỉnh nó có 130 đoàn đang tiến hành thanh tra gồm có tỉnh huyện và xã Lực lượng liên ngành đã thường xuyên thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nội dung kinh doanh theo đăng ký, ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để phát hiện những hộ kinh doanh trái phép hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời đây là giải pháp để chống gian lận thương mại cũng như nêu cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, chống tăng giá bất thường, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Theo thống kê của ban chỉ đạo 389 tỉnh, tháng 1 năm 2021, các ngành thành viên và lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 299 lượt cơ sở, qua đó phát hiện bắt giữ 217 vụ trên 229 đối tượng vi phạm pháp luật. Cụ thể về hành chính đã thanh tra kiểm tra 162 vụ, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 80 vụ trên 80 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 216 triệu đồng, tăng vật tịch thu gần 90 kg thịt đông lạnh, 65 kg thịt lợn khô, 433 hộp bánh quá hạn, tiêu hủy hàng hóa quá hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm trị giá gần 27 triệu đồng kiểm tra chúng tôi có những kiểm tra đã có những phần sai phạm chúng tôi đã nhắc nhở công tác tuyên truyền thường xuyên và quản lý địa bàn tốt để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình được giao mà cụ thể trong thời gian này cái kế hoạch kiểm tra vừa trước và trong sau Tết Tân Sửu của chúng tôi là đã được cục quản lý thị trường phê duyệt nên đội đã triển khai từ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên ngành trong việc tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, cơ quan đơn vị trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã có những kết quả nhất định. Song, điều quan trọng nằm ở nhận thức của mỗi người dân trong việc lựa chọn mua sắm những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác đảm bảo chất lượng để phục vụ gia đình và người thân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Rượu là thứ không thể thiếu của mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về, song nỗi lo về rượu giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, hay uống quá nhiều bị ngộ độc đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của mỗi người dân đang là vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Chính vì vậy qua nhiều năm nghiên cứu, công ty cổ phần đầu tư phát triển Maca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên đã đưa ra thị trường rượu Maca đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế chính thức được trồng tại Điện Biên vào những năm 2010, 2011 và bán sản phẩm quả mắc ca trên thị trường vài năm nay, nhưng để có sản phẩm rượu đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, công ty cổ phần đầu tư phát triển mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên đã phải mất gần 4 năm để nghiên cứu sản xuất rượu từ loại cây công nghiệp này. Nói về ý tưởng sản xuất ra rượu mắc ca, người đại diện công ty cho biết, xuất phát từ thực tiễn thị trường đã thôi thúc bản thân và quyết tâm đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng. Từ những hạt mắc ca được tách vỏ phơi khô, công ty đã tiến hành ngâm, ủ rượu và dùng thử nghiệm. Khi đã đảm bảo yêu cầu mới có thể cho ra thị trường. Hiện tại cái hạt mắc ca của công ty đã đạt tiêu chuẩn 3 sao rồi. Thì từ trên cái nền tảng của cái hạt mắc ca đưa ra thị trường để tiếp tục um, chế biến thêm cái rượu để cái sản phẩm hàng ngày hoàn thiện cái sản phẩm mắc ca trên thị trường và qua cái ngâm ủ và nghiên cứu qua mấy năm nghiên cứu thì công ty đã đưa ra được cái sản phẩm rượu đầu tiên để cung cấp cho thị trường để đảm bảo với tiêu chuẩn. Quy trình thành phẩm của rượu Macca không quá phức tạp, song việc lựa chọn loại rượu như thế nào thì không phải ai cũng làm được công ty đã phải nhập loại rượu có nguồn gốc xuất xứ, có địa chỉ tin cậy về để ngâm rượu vào chum trong thời gian gần một năm và sau đó lọc máy để khử aldehyde cùng các chất độc tố khác rồi mới xuất xưởng, cung cấp ra thị trường phục vụ người tiêu dùng. Rượu Macca của công ty cổ phần đầu tư phát triển Macca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên hiện nay đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên bao bì ghi rõ các thông số, địa chỉ sản xuất, thời gian sử dụng để người tiêu dùng nhận biết chính xác rượu. Cái quy trình để ra được cái sản phẩm rượu thì thứ nhất là trên cái nền tảng của cái hạt Macca đã đạt tiêu chuẩn 3 sao rồi thì phải nhập cái rượu ở những cơ sở đã được chứng nhận để đảm bảo về cái an toàn Và qua ngâm và chất lọc qua 9 tháng, thực tế là chúng tôi đã làm qua 9 tháng và qua 6 lần lọc để khử axit và những cái độc tố trong rượu để ra cái sản phẩm cuối cùng là sau một năm thì ra được cái sản phẩm cuối cùng để đảm bảo an toàn. Với kinh nghiệm và sự am hiểu về sản xuất rượu Maca, công ty đã tận dụng tối đa tính chất tự nhiên của nguyên liệu để tăng cường hương vị cho sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe của người tiêu dùng chuyên mục vệ sinh an toàn thực phẩm của đài phát thanh và truyền hình điện biên đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn